chào mọi người, chúng mình là nhóm B336 Radio B336, nơi chất chứa những tâm sự đẹp được gửi gắm từ các bạn fan ruột của B336. Được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Cảm ơn cậu vì những năm tháng thật đẹp của tuổi trẻ. Cảm ơn vì những quan tâm chân thành về cái tuổi 17 trong trên. Theo em cảm thấy thì cái rung động đầu đời của một chàng trai tuổi 17 thì nó rất là thú vị. Cho em hỏi cái luôn chị Hana. Có phải cái bạn nam đó là bạn tay đánh bass không? Phải không? Phải bạn tay đánh bass không? Thiệt sợ luôn. Những nỗi niềm chất chứa bấy lâu đã được giải bày, sẽ chia lại không được đáp lại, nhưng mà lớp 7 bạn nó lại thích em lại. Chỉ là một cái nụ cười nó thoáng qua thôi, nhưng mà nó cũng để cho em đọng lại. Cha mới nói mẹ em vậy nè, con Hi em nó lớn rồi, nói chuyện với nó một cái cách khác đi. Và không thể thiếu những món quà đặc biệt tới từ cái idol B36. Nhìn bánh của ta. Đúng, chính xác. Bạn nhất trường. Bánh tổng không. Chào tạm biệt bạn tôi, và nguyện nhớ mãi mãi không phải phôi. Sẽ khắc ghi trong tim những nụ cười, từng gương mặt quá thân thương. Đặc biệt hơn, trong radio B336, bạn không chỉ được chia sẻ tâm tư cùng chúng mình, mà còn có một đặc quyền là đặt ra thử thách hay những game online dành cho một thành viên bất kỳ. Còn chần chờ gì nữa, hãy đến ngay đây cùng với radio B336, chúng mình luôn chờ đợi các bạn. Chúng mình là nhóm 336. Và ngày hôm nay thì chúng chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với Net Game 336. Net Game 336 là một chương trình mà ở đây nó sẽ là một cái chuỗi series về những cái trò chơi mà chúng ta sẽ được kết nối cùng 336, cùng với khán giả. Và trò chơi lần này sẽ là trò chơi ai nhanh hơn. Và chúng ta ngày hôm nay có hai khách mời rất là đặc biệt. Chính là chị Phương và chị Thư. Woohoo. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, mình tên là Phương, mình đang năm nay 20 tuổi và đang ở ngoài Hà Nội. Yeah, 20 tuổi. Tuổi á, mà thật sự mình nhìn chị trẻ lắm luôn á. Không phải vậy, nhưng mà em tuổi này chắc đây là chị nhỏ hơn em hoặc là chị bằng em luôn á. Em chị nhỏ xíu nữa thì đẹp lắm. Em có nên cắt máy không ta? Cho nhìn cho nó trẻ. Giờ nhìn em như 20 vậy. Không nha. Chị có cắt máy mình trẻ nha. Đúng rồi. Ok. Thôi nha. Cảm ơn mọi người, mình là Minh Thư, mình 19 tuổi và mình ở Sài Gòn. Em chị ở đâu làm gì tới mà nhìn? Hả? Gặp chị rất nhiều, thằng Thi nói. Ờ. Chị chưa gặp em, chị phải mới mà em rồi. Cái gì? Cái gì? Anh nói đã nói với chị đi. Trời ơi, kêu là Thi nói là gặp chị rất nhiều, chị đâu? Ờ, thì anh nói tiếp đi. Vậy không biết chị đang sống đâu chị? Giờ cũng xấu. Wow. Đâu là địa chỉ lưu trú của chị là gì? Chị có thể nói mọi người biết không? Mình cứ như vậy. À, ở đâu người giữ sức khỏe? À, cả hai chị fan với lại tất cả mọi người luôn đang xem cái này. Ở đây hôm nay có hai người Bắc, chị Phương và mình là người Bắc, nên là mình sẽ em là không team, không biết đâu anh. Người Bắc người Nam cũng như vậy thôi. Đúng anh. Ok. Thì trò chơi hôm nay rất là đơn giản. Mình đó là sẽ có những cái câu hỏi, và tất cả mọi người ai mà đoán nhanh hơn á là nó sẽ được điểm. Sẽ có 3 trò chơi. Nhưng mà nếu như mà mọi người ai mà chơi mà thấp điểm nhất sẽ có một hình phạt. Và cái hình phạt đó là sẽ do tất cả mọi người ở đây đưa ra, và người đó phải chịu phạt. Ok. Ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi nha. Và chương trình sẽ được bắt đầu. Trò chơi đầu tiên được mang tên là đuổi hình bắt chữ.
Let's go. Tên một tính tên một tính chất. Quả táo mà trừ đi quả nho mà khỏi chấm. Tính chất quả gì? Tính chất bắt cầu à? Newton. Không phải. Đừng, không biết, không biết. Tính chất là gì vậy? Nó không có. Nó chung em quá. Như con cáo, anh là một cành nho xanh. Ê, chung tính. Không phải. Ôi, cái này. Chị đoán đi, cứ nói, chị cứ đoán, chị cứ nói đi. Nó lung tung được không sao? Dạ đúng rồi. Tôi không lung tung không ạ? Tao bỏ, tao bỏ ra. Tao tính chất mà, tính chất. Nhau quá chị. Ừ. Có táo. Táo nho. Táo trừ nho. Mà táo bị cắn nữa kìa. Không bị. Chuối hả? Tính chất gì trời, tính chất giao hoán. Gì trời. Trừ nho. Khoáng vị hả chị? Nè, đây là phần đó. Sao nó nói chung quá tính. Ờ, có gợi ý không mà chung rồi. Tính chất. Trời ơi, tính chất công việc má ơi. Hiệu quả lại. Đúng rồi, hiệu quả. Hay, cũng hợp lý, cũng hợp lý. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Từng chữ nữa. Đúng rồi. Có nguyên cái hình luôn. Hay. Ok, hay. Tiếp theo. Đây là một ca sĩ. Big Phương. Cái này là gì? Big Phương. Big Phương. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Giờ mon canh nãy giờ đúng không? Đúng rồi, nãy giờ canh Big Phương mà. Chúc bao nhân, chúc bao anh, chúc nhân. Chúc nhân. Chúc nhân. Anh mon á. Mệt rồi. Ghê thiệt, nhanh thiệt chứ. Nhanh không? Gió đưa cành trúc la đà. Đang trường. Anh mon rồi. Từ sau cái trận game vừa rồi tôi rất là rất nhiều kinh nghiệm. Mon canh quá hả? Chuẩn bị vào trường hoa sen mà. Linh của anh. Chuẩn bị học với Hà Nam. Cái gì? Cái gì vậy? Hiếu hồ anh. Yes. Nhiều lắm. Kenchi 1. Cái gì sau này có hoa sen luôn hả? Hoa sen luôn. Cái gì? Khoa hành. Anh Hoa. Anh Hoa. Điểm nha mọi người. Chị nói to lên xíu rồi em nói chuyện. Rồi, nói to lên. Không là bọn em cướp điểm đấy. Cái gì vậy? Sương. Ninh Thuận. Tự nhiên Ninh Thuận ta. Thấy Ninh Sương. Tên của gì vậy mọi người? Tỉnh Thanh, tỉnh Thanh. À, tỉnh thành hả? Này là thực phẩm. Thức ăn. Hầm Thái Nguyên Bình. Thái
Ninh Bình. Yeah. Thái Nguyên ấy, Nguyên Thái Nguyên. Cũng có thể Thái Nguyên, có thể Thái Nguyên, Thái Nguyên. Nói trời. Từ 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 từ. Khó thế. Khó thế. Nam được. Nam bị. Ủa tại sao cái kia là Nam? Tào lao, tào lao, tào lao, tào lao, tào lao. Một cái câu mà để mọi người chửi. Ninh Đạm, Ninh Kinh Đạm. Bên kia tạm đạm. Khó thiệt. Em cũng nghĩ tới đạm thôi nhưng em không biết tỉnh gì cái của đạm. Hay hay hay. Đó. Thì nó thì nó thì nó thì nó. Mà xin lỗi ban tổ chức, cái này không phải là dấu hỏi nha, cái này là hỏi chấm hỏi khác nha. Chấm hỏi. Thầy thật sự hỏi mình. Thì nơ hỏi. Nơ hỏi nở. Đồ uống cái gì vậy? Quỳnh IQ cao nha, từ nào IQ thấp không trả lời nha. Từ từ. Ủa sao em không thấy được full hình ta? Cái hình nó nhỏ quá. Aquavina. Đồ uống gì mà ba chữ trời. Đồ uống ba chữ trời. Hồng trà tắc hả? Từ từ nha, Khổng Tú Quỳnh này. Quỳnh, Khổng, Khổng, Tú, Tú. Quỳnh Tú. Trà sữa trân châu. Ba chứa ba. Ronaldo, Rô là đây là bồ đào. Bồ đào, đào có đào thôi. Trà đào, trà đào. Đúng rồi, trà đào đúng không ta? Cái hình đầu tiên là hình gì anh? Trái hoặc một là trái hoặc là... Bánh tráng trộn, bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Đồ uống, có gì đồ uống không? Đồ uống mà. Hoa sen. Mắm tôm. Khó trời, không có biết. Cái này IQ cao thiệt á. Hình em còn nhìn không được nữa. Không thấy được cái hình đầu là gì á. Cái đầu giống đào á. Chị vậy? Đâu mà trời ơi, con dâu là sao? Đâu rồi, con dâu là hình dâu rồi. Trời ơi. Khổng Tú Quỳnh hình dâu mà để hình. Là Khổng Tú Quỳnh. Gì? Đêm. Trời ơi. Gì vậy? Mã, bay, mã bay, máy ba, mã. Mã vàng, vàng mã. Địa phương vàng mã. Cái gì vậy? Mã này. Mã xa. Đây là cái gì? Mã xếp à? Thân mã tha, mẫn mẫn tha. Đó là cái vây. Ấy kỳ quá, địa phương gì kỳ, quận 3, quận 4 hay gì mấy má? Mã vây. Mã vây à? Máy va. Mã thân hả? Mã siêu. Ê sao lại đầy khó vậy ta? Ờ khó thiệt. Ngựa. Ngựa. Ngựa vàng. Cho xin gợi ý bác tổ chức thôi. Không không. Địa phương. Ban cự cơ ô nhầm. Cơ. Cơ. Ô. Ô. Lọc. Lọc sai à? Cơ cơ mà. Không, gì đây? Cơ thông, thần cơ. Cần, cần thế, cần thế. Trời ơi hay quá à. Ok, mình sẽ được phép tổng kết lại số điểm của màn chơi vừa rồi nha. Và trò chơi vừa rồi, nữa mình bắt chữ, mon được 3 điểm.
Kenji được 2 điểm, Tina được 1 điểm, chị Phi, Anna và chị Thư chưa có điểm nào, chị Thư được 1 điểm. Sao sao? Trời ơi. Quá buồn. Chẳng giờ chúng ta đáp. Tiếp theo, trò chơi sẽ được mang tên tình hình đoán tên. Đoán, đoán tên. Kia là đuổi, đuổi. Ai đây? Ai đây? Tâm Nhi. Tâm Nhi. Tâm Nhi. Kenji trước. Kenji trước. Bạch bạch nói vậy ta. Hồi nãy có chị nào đánh trước rồi? Me first, me first. Me, 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 me. Ai vậy? Là ai vậy? Là ai vậy? Em là Phụng. Trời ơi, tao muốn nghe cái giọng mà. Me. Không biết. Mon. Cần đi, cần đi. Từ từ. Chị Emily. Khải Mây, Khải Mây, chị Khải Mây. Mon chứ rồi. Ủa, tưởng Việt Thi chứ. Ủa. Định đoán Việt Thi rồi nha. Định đoán Việt Thi rồi nha. Ngay à. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ai vậy? Ờ, bình dây á. Ai nói trước vậy? Hana. Sao nghe Việt Thi ta? Sao nghe Việt Thi? Việt Thi? Còn to đi. Không phải, từ từ. Ha hi. Chồng quá em lấy á, chồng quá em lấy á. Biết đánh đường. Kem chi. Nhưng mà tao gọi ấy. Thì gửi ấy cho mọi người. Đó là chuyện của mình thôi. Này là mình đoán tên chứ không là kêu gọi ấy. Không kêu gọi ấy. Tại nhớ tên mới được. Có nói được tên. Đúng rồi. Không có nói được tên đâu. Sao biết được không nhớ cho mày. Chồng Emily ở đâu chứ. Mày Hương. Kenji trước. Cái mắt nhìn đúng quá, gọi đấy. Yeah. Trời ơi. Chú Boy. Phải hả? Đúng rồi. Rồi Kenji trước luôn. Ủa Kenji nói chúng mà. Không, phải đâu. Vote. Thôi nhiều mình khơi á. Chú Boy. Anh Mon á. Từ đầu game. Eric. Yes, game. Không phải. Eric. Rồi, một điểm cho Kenji luôn. Mon. Kenji mà. Ben. Vậy hả? Ok. Eric.
ghế như ta, kén như ghế nhỉ. Thì Mình mới để bia ấy. Chưa đẹp, tưởng nội bộ chơi nhau, tưởng nội bộ chơi nhau. Hai chị ơi, người nhanh quá lên con. Em xin phép được tổng kết số điểm à? Có thể cho em nhìn mặt mọi người không? Nhìn mặt em hoàn chán rồi. Tao nhìn khác thì có nhìn thi khác thì. Ok, và xin được phép tổng kết lại số điểm. Đoán được thì trả lời trước cái nhầm. Chị để sát cái vô cái miệng, cái miệng vô cái máy á, để cho nó bắt tiếng lớn lên là lớn ác mấy tiếng kia, là mấy tiếng kia không có nghe nữa. Alo 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 alo. Lớn vô. Nhớ nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chơi cuối cùng được mang tên thử thách chính tả. Bây giờ thì câu đầu tiên sẽ dành cho chị Phương, và sau đó mình sẽ cứ tiếp tục như vậy. Nếu như mà sai thì cứ chuyển lượt người khác nha, ok? Cô nắm rồi, em sợ quá không muốn nắm nữa. Ai? Em tưởng là có mạng rồi. Rồi tới chị Thư đúng không? Đúng rồi, tới chị Thư. Khó trời, nghĩ chứ cũng không à. Dễ nha. Tự nhiên cái nghĩ gì vậy trời? Rồi. Có đáp án rồi đó. Chỗ đạn ở đâu vậy? Chỉ cho tôi đi. Yeah. Hả? Chị nói gì vậy? Em chưa nghe. Chỗ để ảnh ở đâu vậy? Chỉ cho tôi đi. À vậy hả? À đúng rồi. Nghĩ gì đâu không à. Tiếp tới Kenji đúng không ạ? Hôm nay mình đi chơi nhé. Tớ sẽ ở bên đó nội cậu. Cậu sang bên đó rước tớ nhé. Đúng rồi. Hôm nay mình đi chơi nhé. Tớ sẽ ở bến đò nội cậu. Cậu đợi cậu sang bến đò nhé. Bến đò vô lý. À không. Thấy chưa? Thế lại bến đò bên đó được rồi. Nghe quê ở dưới đó luôn mà. Bến đò nó hợp với đường bằng mình. Nó sến quá chị, nó sến quá. Bên đó hai bến đường, bên đó cũng hợp lý mà. Bên đó hay bến đò quê.
Tự nhiên cái bên đó. Sân số. Là bên đó. Đúng rồi. Cái bến đò bên đó. Bến đò bên đó. Đi dễ. À. Ai ơi? Ai vậy? Tới ai? Dễ quá. Tới em đúng không chị? Tới em nha. Đi đọc đi. Mòn không biết. Từ nào gì quá sức. Quá sức. Hết bật thì gọi cho mình. Nhưng mà hết bật nghe hơi buồn cười quá. Có gì đâu, không lấy gì trời. Vỡ người ta làm quá. Kia. Em hả? Ủa cái chữ gì vậy? Em nằm. Con này đất. Em nằm khó. Em nằm là khó nha. Em nằm không. Hết dịch cho em đi ra ngoài với em nằm. Không. Chữ đó chữ không á. Em nằm không gần cả tháng ngay rồi hả? Sai. Hết dịch cho em đi đâu mà với em nằm dễ mà em nằm ở hết dịch cho em đi ra ngoài với em nằm ở gần cả tháng mấy rồi ai tới thư thư em nằm hết dịch cho em đi ra ngoài với em nằm Ai, Genji. Tại sao có em là câu khó ta? Hết đợt dịch cho em đi ra ngoài với em nằm hết lượt tới hai không gần cả tháng đây rồi thì không đúng không? Tự nhiên hồi nãy em nó có chữ nhà đó mọi người, em mới thấy nó dễ. Xong rồi cái em thấy nó dễ. Em mới nói là ủa cái này có thấy chữ nhà đúng không? Chứ nó không có chữ nhà. Đúng rồi. Hết dịch cho em đi ra ngoài với em. Em nằm ở ở. Còn cái đáp án không? Em đang suy nghĩ. Từ nha. Khó quá, con này khó ghê. Hết dịch cho em đi ra ngoài với em nắm ổ gan cả tháng nay rồi. Em nắm ổ gan. Ổ gan trời ơi. Ổ gan. Nằm ổ. Hết dịch cho em đi ra ngoài với này. Em nằm ổ này. Cái gì vậy trời? Ủa, đi ra ngoài hả? Câu này khó gì kìa. Ủa, dễ hả? Dễ. Cái thái độ. Ok, cảm ơn đã nhắc. Đừng có nói gì nữa, tôi biết cái thái độ của anh rồi. Này. Easy. Mấy con cò. À. Biết. Mày ơi, biết rồi. À, mấy con có mạng rồi chị, mình nói chuyện nha. Mấy con có mạng rồi, mẹ con mình nói chuyện nha. Không, nói chuyện nhé. Đúng rồi. Nói chuyện nhé. Sao vậy? Hả chị Phương. Vô
vừa ăn xong cô vừa đi trời mưa rồi sao thất hải chạy lên sân thượng lấy ghê ghê. Một phát một ai luôn rồi. Thất hải rồi à? Thất hải sao? Chị Thư, nghe con chuyện Chị Thư của chị em cảm động lắm. Ok đi à. Câu này quá dễ. Quá dễ. Tới Kenchi. Sài Gòn bắt đầu chiến dịch phun xịt khử khuẩn tiêu độc lớn nhất thời bình. Easy, easy. Này là từ từ, từ từ. Sài Gòn bắt đầu chiến dịch phun xịt khử khuẩn tiêu độc lớn nhất thời bình. Quý vị ạ. Đúng rồi. Trời ơi, hôm qua mới đọc bài báo này luôn. Và bây giờ sẽ là phần tổng điểm của ba phần chơi như sau. Mon và Kenchi đồng số điểm được 6 điểm. Kira và Việt Ti đồng số điểm được 3 điểm. Kira, Việt Ti và Chị Phương đồng số điểm là 3 điểm. Anna và chị Thư được 2 điểm. Yeah. Phạt 2 người. Phạt gì đây? À, như Hana nói đi ra đường không đeo khẩu trang. Đi ra đường. Thôi thôi thôi. Thôi thiệt luôn. Nhạy cảm. Nhạy cảm. Nãy giờ cảm thấy quay theo đi ra đường nè. Đi. Thôi thôi thôi. Rồi. Bây giờ khách chị hạ số nhà. Không có cái gì. Ông thấy Hana nhảy, Hana nãy giờ hát rồi bây giờ. Nhà hả? Ờ, cái gì này ta? Gì thiệt không? Nhảy đi. Thôi, đứng lên nhảy, nói lên. Hana, nhảy, 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 nhảy. Cái đường nhà Kenchi xin dịu quá này ta. Nếu không kìa. Thôi, giờ dài đi, dài đi. Sai luôn rồi. Bây giờ chị Hana, Hana ra thử thách cho chị Thư. Không rồi, chị Thư ra thử thách cho chị Hana. Thư ra thử thách cho Hana được. Ok, thử thách cho Thư là mình đang yêu thương nhau nhờ. Đúng rồi, không biết là gì. Thử thách cho Thư là à, làm Kiyomi. Ê, không biết làm cái đó luôn. Mọi là yêu thương nhau của em. Thử thách cho Thư là khen Hana xinh đẹp, khen Hana tuyệt vời, khen Hana tuyệt trần, khen Hana tất cả mọi thứ tuyệt vời trên đời này. Nay thì có thấy Hana rất là xinh đẹp, rất tuyệt vời và thích kiểu đẹp hơn ngày thường rất là nhiều. À, chỉ có hôm nay thôi. Chỉ có hôm nay thôi người. Chỉ hôm nay thôi. Được rồi, rồi. Em có thử thách cho Hana không? Anh cũng có thử thách. Ok, cái không có đúng. Ghê vậy, mỗi người thử thách Hana lần đi. Ok. Ở đâu ra? Bây giờ chị Hana thì cũng vài tuần từ khi sinh nhật của chị trôi qua thì em vẫn muốn nghe chị hát bài Happy Birthday. Không, không. Được nó. Cái bài đó không có được. Đó. Muốn nghe chị. Tối hôm qua luôn á. Chị Hana. Thôi bây giờ những bài có sinh nhật ngày hôm nay nè. Đi. Hả? Hả? Chị hát chúc mừng sinh nhật một tiếng hay để chúc mừng sinh nhật cho những bạn nào mà sinh nhật thế này. Đúng rồi, đang trên livestream nè. Mọi người đang có những cái thử thách nó rất là dễ dàng như vậy thì khi mà người ta thua người ta sẽ không sợ nữa. Người ta sẽ không sợ cái việc người ta phải thua. Tôi làm đi còn một thử thách của em. Vậy chứ giờ chị muốn em không phải nói là chị không, một thử thách thôi, một thử thách thôi. Dạ thôi, cái gì cho chị nói là cái gì cho Hana làm ba cái mặt xấu, năm mặt xấu đi. Gì mới ngon. Trời ơi, lâu lắm rồi, xấu xấu rồi. Trời, con này lâu lắm rồi nha.
Nè. Đi làm gì? Có gì? Anh đang livestream bán hàng đi. Ok. mọi người ơi, chào mọi người đến với livestream bán hàng của mình. Thì hôm nay mình có một cây son này. Cây son này thì giá rất là rẻ thôi, mọi người có thể mua cái cây son này ở tiệm của mình. Hôm nay ngày đặc biệt nên là mình sẽ giảm giá cho mọi người còn 5 ngàn một cây nha mọi người ơi. Mua lẻ chút cho lẻ cho mình nha. Son shopping hả? Son Unica. Son Unica. Son shopping hả hay gì? 5 ngàn. Son nhẹ hơn 5 ngàn một cây. Ngàn đô hả má? Chị Thư thì sao? Còn bây giờ chị Thư thì sao? Bán hàng luôn. Chị Thư bán hàng đi. Cạnh tranh đi. Ủa ấy hả? Chị mới bị chị đất rồi mà. Hồi nãy mà mới làm cái khen Hana mà. Cái khen Hana à. Quá dễ. Không thể như vậy được. Chị khen Hana khó lắm. Thôi thử thách chị Phương đi. Chị Phương có thua đâu mà thử thách. Không thua nhưng mà thích thử thách chị khách mời. Ai kêu khách mời chị? Thử thách anh nha. Thử thách anh nha. Anh ngược quá à. Anh Mo nghe ngược quá à. Thử thách anh Mo tóc. Anh Mo mà thua. Hana xin nhảy thiết bạn Thơ và chị Phương là làm sao mà mọi người có thể biết đến Dora 6 vậy ạ? Thì năm 2019 thì có một lần chị lướt trên YouTube và chị thấy có một bạn cắt nhỏ của Đông Tây Nam Bắc của nhóm ấy. Thế em cũng có người rất là vui ý. Cho một người cũng năng cũng rất tích cực luôn. Thế là từ đấy chị cũng nhóm tận đôi lời luôn. À, là chị ấn tượng nào không chị? Và chị ấn tượng nhất. Chị ấn tượng nhất là một cái tập Hana với cả Mon đóng với nhau mà diễn kịch á, diễn kịch mà Hana con mắng Hana vì đĩa Hana ăn cắp đĩa. Đúng rồi, cái này ông mất đi cái chồng nữa vậy. Cái đó lâu lắm rồi đó. Cái khuyên với chị Lưu luôn. Cười. Chị mới hay mà, cái chị mình không hay rồi. Hai vợ chồng nó hay lắm. Nhau mình hiểu mai à. Và chị bị ấn tượng một cái rất bắt giọng cười của bạn Hi. Trời ơi, giống cười đi. Cười đây, cười thôi. Thương hiểu. Kiểu lần đầu tiên. Đầu tiên chị giật mình ý, nhưng mà từ từ đánh mê bá luôn. Mê luôn. Chết rồi. Không lẽ sau này mình nên cười cho người ta mê mình trời. Trời ơi, buổi sáng á, mà luôn dùng cười mê dài, có rất là bị mê. Tôi bị thương. Ai cũng mê đi. Thì tôi với cả bạn Thi nhất. Ken không? Ken gì? Thơ, còn chị Thơ thì sao? Chị biết qua nhớ cái gì à? Hiệp sĩ thử tài lên 6 á. Ờ, chị lúc cũng biết như tất cả. Ờ, đúng rồi, thì cái nhóm phải hỏi chị tầm xong rồi mới tìm lại là cái dự án để coi tới giờ luôn ấy. 3 năm rồi đó mà tính ra là rồi. 4 năm chị ăn không cái kinh nghiệm phim bây giờ đó đã hay lắm nha. Chính xác em đi nói đi sao y vậy. Ủa như vậy nó hả? Em nói hả? Em là ăn sinh nhật với lại chị Thư rất là nhiều luôn. Nghĩa là em quen chị Thư đến mức mà mọi người tụi tôi đi năm sinh nhật nào có khi là tụi em cũng đi chơi riêng. Xong rồi cái tụi em cũng hôm đó có là tổ chức sinh nhật ở công ty hay là tụi em đi chơi riêng luôn. Nghĩa là hấp dẫn vậy luôn á. Ghê lắm. Còn chị Phương, chị Phương có bao giờ gặp tụi em chưa ta? Chưa, chị chưa. Chị trời ơi, sau này tụi em đi được ra Hà Nội. Không, sau này tụi em sẽ ra chị ạ. Chắc chắn. Chắc chắn sẽ ra Hà Nội, yên tâm đi, chắc chắn sẽ ra Hà Nội. Chắc chắn. Thế hả?
Bảo đảm. Chia sẻ lắm. Sẵn tiện mọi người là đang mọi người đều đang chia sẻ là đều biết nhóm mình qua thì coi YouTube á. Chị thấy cũng trùng hợp lắm nha. Chị có quen mấy người bạn khi mà chị lên đại học á, xong rồi cái bạn của chị cũng kiểu là cũng trước đó trước khi mà quen chị là cũng coi nhóm mình ở trên YouTube. Mà không biết ý là có coi nhóm mình trên YouTube nha. Mà bạn bạn của chị nhưng mà không biết là chị là thành viên của nhóm đó đã coi trên YouTube. Xong rồi tới một ngày phát hiện ra thật chị. À, chứ là gọi mình là nhóm YouTuber đúng chị? Không, nhưng mà thiệt á, nhiều khi ý là biết là có coi cái đó thôi, nhưng mà không có biết là mình. Tại người ta cũng kiểu coi cho vui, hoặc muốn không thành này. Ơi, tụi em nói gì làm phiền lòng chị hả chị Phương ơi? Em xin lỗi nha. Phương ơi, em xin lỗi. Chết rồi. Rồi, chị đã giận rồi đó. Rồi, giận rồi. Nói nhớ quá, chị lên chị xem YouTube rồi, chị xem YouTube tiếp. Tụi em nói gì làm phiền lòng chị hay sao ạ? Không, có điện thoại à, chị phải nghe á. Thì tôi là rất là cảm ơn chị Phương rất nhiều vì ngày hôm nay đã đồng hành với chị Kim và Sáp. Mong là các chị sẽ có một ngày trải nghiệm chơi game thật là vui và chúc cho các chị là có thật là nhiều sức khỏe cho các chị và ngay cả gia đình của các chị nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tuyệt vời. Chương trình của Kim và Sáp tới đây cũng đã kết thúc rồi. Mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi chương trình Kim và Sáp vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh fanpage của B336 và cũng như là TikTok và được phát sóng lại vào lúc 20 giờ luôn thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube của B336 nha. Bye bye tất cả mọi người. Bye. Cảm ơn chị Hồng, cảm ơn chị Phương nha. Xin chào mọi người, chúng mình là nhóm B336. Radio B336, nơi chất chứa những tâm sự đẹp được gửi gắm từ các bạn fan ruột của B336. Được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Cảm ơn cậu vì những năm tháng thật đẹp của tuổi trẻ. Cảm ơn vì những quan tâm chân thành về cái tuổi 17 trong trên. Theo em cảm thấy thì cái rung động đầu đời của một chàng trai tuổi 17 thì nó rất là thú vị. Cho em hỏi cái luôn chị Hana. Có phải cái bạn nam đó là bạn tay đánh bass không? Phải không? Phải bạn tay đánh bass không? Chính xác. Thiệt sợ luôn. Những nỗi niềm chất chứa bấy lâu đã được giải bày, sẻ chia. Lại không được đáp lại, nhưng mà lớp 7 bạn nó lại thích em lại. Chỉ là một cái nụ cười nó thoáng qua thôi, nhưng mà nó cũng để cho em đọng lại. Cha mới nói mẹ em vậy nè. Con Hi em nó lớn rồi, nói chuyện với nó một cái cách khác đi. Và không thể thiếu những món quà đặc biệt tới từ các idol B336. Nhìn bánh của ta. Đúng. Chính xác. Bạn nhất trường. Bánh tổng không. Chào tạm biệt bạn tôi và nguyện nhớ mãi mãi không phải phôi. Sẽ khắc ghi trong tim những nụ cười từng gương mặt quá thân thương. Đặc biệt hơn, trong radio B336, bạn không chỉ được chia sẻ tâm tư cùng chúng mình mà còn có một đặc quyền là đặt ra thử thách hay những game online dành cho một thành viên bất kỳ. Còn chần chờ gì nữa, hãy đến ngay đây cùng với radio B336, chúng mình luôn chờ đợi các bạn. Có thể kết nối với các bạn nha.